Cả nước hiện có khoảng 39,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt mục tiêu nghị quyết số 01 của chính phủ. Trên 93% dân số tham gia bảo hiểm y tế vượt chỉ tiêu nghị quyết số 01. Tổng số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2022. Cùng với toàn ngành, năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã đạt và vượt kế hoạch được giao. Trong đó, cài đặt VSSID đạt 102% chỉ tiêu, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giảm 0,33% so với chỉ tiêu nợ được giao. Bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95%, vượt 0,25% chỉ tiêu. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ với các ngành trong việc kết nối, khai thác, chia sẻ cơ sở dữ liệu để liên thông, thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn, duy trì tốt việc kết nối, liên thông dữ liệu, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 100% cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Năm 2024, toàn ngành bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục linh hoạt, sáng tạo, sẵn sàng ứng phó trước các khó khăn thách thức mới, quyết tâm từng bước hoàn thành các mục tiêu cho cả giai đoạn 5 năm theo nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.